Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lý do xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè bị đánh giá nhầm cấp độ 4, vùng đỏ vì có sự tính toán nhầm lẫn số liệu dân số. Đó là nội dung được đưa ra trong buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 8 tháng 11. Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố về cấp độ dịch của 22 địa phương tại thành phố. Theo đó, có 13 địa phương cấp độ 1, gồm quận 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, thành phố Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và huyện Củ Chi. 7 địa phương cấp độ 2 gồm quận 3, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn và Bình Chánh và 2 địa phương cấp độ 3 gồm huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 197 trên 312 địa phương cấp độ 1, 102 trên 312 địa phương cấp độ 2, 12 trên 312 địa phương cấp độ 3 và một xã cấp độ 4 là xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Tuy nhiên tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực tế xã Phước Kiển đang ở cấp độ 3 chứ không phải cấp độ 4. Lý do xã Phước Kiển bị đánh giá nhầm cấp độ 4 vì có sự nhầm lẫn trong tính toán do nhầm số liệu dân số. Với hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ có nguy cơ cao nằm ở vùng cam. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã lý giải các nguyên nhân dẫn tới hai địa phương này được đánh giá ở cấp độ 3. Theo đó, huyện Nhà Bè do có hai khu công nghiệp Hiệp Phước và Long Hậu, lại gần khu công nghiệp Long Hậu, Long An. Hiện nhiều công nhân làm ở khu công nghiệp này sau khi vào làm việc thì được tổ chức xét nghiệm và phát hiện dương tính qua test nhanh. Một bất cập ở các khu công nghiệp này mà ông Nam cho biết thêm là khu công nghiệp hiện chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên hướng dẫn F0 về địa phương. Nhà Bè dù hiện đánh giá cấp độ 3 nhưng nguy cơ rất lớn khi có cụm công nghiệp, ông Nam nói. Còn huyện Cần Giờ thì do có một nhóm người dân ở Lý Nhân đang làm việc ở khu công nghiệp Long Hậu, Long An và được phát hiện dương tính. Điều này cho thấy hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ tăng số ca dương tính là do nhóm công nhân trong khu công nghiệp. Để kiểm soát số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại, ông Nam cho biết theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giám sát xét nghiệm kịp thời F0, không để dịch lan rộng, không để ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khu vực chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở hỗ trợ xã hội, các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh giám sát định vị ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về flo vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn